Trong phần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về viewport và cách thao tác chuột và bàn phím để sử dụng trong những phần trong các viewport. Thì viewport mặc định của Mac gồm có 4 viewport: top, front, left và perplexity. Thì ở những mặt như mặt top đều có những phím tắt như T cho top, B cho bottom, F cho front và L cho left. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng những phím mũi tên ở đây để chuyển các mặt tọa độ 3D của khung nhìn viewport thành thành những tọa độ mà các bạn mong muốn. Và nút Home ở đây trên Perspective. Perspective là khung nhìn giống như mắt người và đây là khung nhìn duy nhất thể hiện trạng thái 3D. Còn tất cả những khung nhìn như orthographic, top, bottom và những thứ còn lại đều là những khung nhìn 2D. Ở khung nhìn Perspective, các bạn có thể nhấn vào nút Home để đưa về mặc định. Về phần trước mình đã nói trong viewport layout các bạn có thể điều chỉnh những khung nhìn bố trí theo ý của các bạn. Và ngoài cách này, các bạn còn có thể đưa chuột vào giữa của những khung nhìn viewport để có thể điều chỉnh theo ý thích của mình. Để đưa về mặc định, các bạn chỉ cần click chuột phải vào đây và reset layout. Bây giờ mình sẽ tạo một khối box. Và mình sẽ giới thiệu những chức năng của Navigation. Navigation ở đây gồm có 8 ô, thì tương ứng với ô này là Zoom, là phủ phóng vật thể của bạn ở khung nhìn. Thứ hai cũng tương tự, nhưng mà là Zoom tất cả. Thứ ba là nếu như các bạn đang ở một khung nhìn nào đó mà bạn muốn toàn bộ khung viewport này tập trung vào cái box này, các bạn chỉ cần nhấn vào đây. Ngay lập tức khối box này nó sẽ ở trong gọn ở trong viewport mà các bạn đang kích hoạt. Ví dụ như các bạn chọn bên viewport left bên này, khi các bạn nhấn vào đây khối box sẽ tự động to lên vừa với khung nhìn. Tương tự như ở đây cũng vậy. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng con lăn chuột để phủ phóng vật thể của các bạn ở trên ngoài viewport. Về thao tác chuột, các bạn khi nhấn giữ chuột giữa nó sẽ xuất hiện cái bàn tay và các bạn chỉ cần đưa chuột thì khối vật thể 3D trong khung nhìn sẽ di chuyển theo bàn tay của các bạn. Và trong từ tiếng Anh đây, từ này có nghĩa là pan. Thao tác mình đang làm tức là mình đang pan. Và để zoom, các bạn chỉ còn sử dụng con lăn chuột lăn tới lăn lui để thu phóng nhỏ chi tiết và chậm hơn. Các bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Control Alt Nav chuột giữa và các bạn kéo nó sẽ giống như thế này. Các bạn thấy những điểm màu xanh lá cây không? Đó là những điểm mà các bạn sẽ zoom tới rất chậm. Tiếp theo là
nút Zoom Extend on Select. Khi các bạn nhấn vào đây thì toàn bộ những khung nhìn viewport của các bạn sẽ được phóng tới vật thể mà các bạn đang chọn, hoặc các bạn không chọn một vật thể nào cả thì nó khi nhấn vào đây nó sẽ thu phóng tới toàn bộ vật thể. Như ở đây chỉ có một vật thể thôi. Nếu như mình tạo một vật thứ hai, một khối cầu, vật thứ ba, một cylinder, thì khi nếu mình nhấn vào đây tương ứng với phím tắt là chữ Z thì khung nhìn của mình sẽ tập trung vào đây, vào khối cylinder. Nếu như mình không chọn khối cylinder mà mình nhấn Z thì toàn bộ khung nhìn sẽ tập trung vào cả tất cả các vật thể trong scene của mình. Nếu mình nhấn vào đây thì toàn bộ những vật thể của mình sẽ được rải đều trên toàn bộ viewport. Mình sẽ làm lại nhé. Nhấn Z cho từng viewport và nhấn Zoom Extend on Select thì toàn bộ tất cả những object của mình sẽ được chui gọn vào tất cả các viewport. Tiếp theo là Field of View. Field of View là độ rộng của mắt nhìn. Nếu như các bạn vô tình chỉnh độ rộng của mắt nhìn các bạn như thế này thì khi các bạn nhấn Z, khung nhìn của mình nó sẽ không còn chính xác nữa. Nó sẽ khá là rộng và sai. Để sửa được lỗi này, các bạn chỉ cần chuyển các chế độ từ orthographic sang trở lại là perspective. Các bạn nhấn Z thì toàn bộ field of view của mình sẽ về ban đầu. Tiếp theo là chế độ walkthrough. Chế độ walkthrough cho chúng ta di chuyển giống như trong một video game vậy. Sẽ xuất hiện một dấu chấm cho chúng ta xoay và khung nhìn viewport hiện tại của chúng ta chính là khung nhìn của mắt người. Các bạn chỉ cần nhấn WASD để đi tới qua trái, W là đi tới, A qua trái, D qua phải và S lùi. Để tăng tốc độ, các bạn chỉ cần nhấn hai phím hoặc vuông bên cạnh phím Enter. Phím gần phím bên phải sẽ là tăng tốc, còn phím bên trái sẽ là giảm tốc. Như các bạn thấy, tăng tốc và giảm, mình đang tăng tốc. Khi bạn nhấn chữ E thì tầm nhìn của các bạn sẽ được nâng cao, và nhấn chữ C tầm nhìn của các bạn sẽ được hạ thấp. Nếu các bạn nhấn phím W thì tốc độ của bạn sẽ được nhân lên gấp đôi và sẽ rất là nhanh. Các bạn chỉ cần nhấn chữ Q thì tốc độ sẽ trở về bình thường. Đó chính là tốc độ chế độ walkthrough. Chế độ tiếp theo là orbit sub object. Khi các bạn nhấn vào đây, các bạn có thể xoay xung quanh vật thể mà các bạn đang chọn. Mình nhấn vào quả cầu, mình nhấn vào sub object thì nó sẽ xoay xung quanh đối tượng mà mình chọn. Các bạn nhấn chuột phải để thoát lệnh. Nhưng mình nhấn vào cylinder. Giả sử mình đưa vào một cái góc xa xa ở đây, mình nhấn vào orbit, mình xoay. Tiêu khung nhìn của mình vẫn xoay xung quanh cylinder.
Nếu như mình không sử dụng Orbit mà mình sử dụng phím Alternate chuột giữa để xoay thì nó cũng tương tự. Mình nhấn vào khối box, mình nhấn Alternate, nhấn giữ chuột giữa và xoay. Đây là những phím tắt tương tự trong các navigation ở đây. Tiếp theo và cũng là cuối cùng là Maximize Viewport. Khi các bạn ở trong một khung nhìn viewport được tô viền vàng, các bạn nhấn vào phím Toggle Maximize Viewport ngay lập tức. Viewport của bạn sẽ được phóng to lên toàn bộ. Phím tắt cho nút Toggle này là Alternate W. Tương tự, trong tất cả những viewport mà các bạn chỉ cần đưa con chuột vào tự động, nó sẽ nhấn Alternate W, nó sẽ kích hoạt phóng to của cái vùng chọn đó. Nhấn Alternate W là trở lại để thu nhỏ lại. Ngoài ra, để phóng to toàn bộ khung nhìn viewport trở nên lớn nhất, các bạn có thể sử dụng phím Ctrl X. Khi các bạn nhấn phím Ctrl X thì chỉ có khung nhìn viewport và menu xuất hiện. Thanh thời gian ở đây còn lại sẽ được bỏ hết. Các bạn chỉ cần nhấn Ctrl X trở lại để trở về mặc định. Để bật tắt các đường lưới, các bạn có thể sử dụng phím F4 hoặc các bạn có thể vào chế độ ở dấu ngoặc vuông cuối cùng ở đây để bật tắt chế độ S-Face. S-Face có nghĩa là mặt cảnh, tương đương với phím F4. Và để kích hoạt chế độ wireframe để nhìn chỉ có lưới không, các bạn có thể nhấn phím F3 hoặc các bạn có thể click chuột vào đây. Về nút Standard có nghĩa là chế độ màu sắc. Khi các bạn để High Quality, chất lượng hình ảnh viewport của các bạn sẽ được để cao nhất, đẹp nhất, và các đồ họa của các bạn sẽ được sử dụng khá là nhiều. Còn nếu như máy của các bạn hơi yếu thì các bạn có thể để các chế độ ở bên dưới như Standard, Performance. Performance thì các bạn khi để sẽ không có màu gì cả, chỉ có một màu xám thôi, bất kể vật thể của các bạn màu gì. Và Dismode, chế độ này mình không sử dụng nhiều lắm. Thông thường thì mình sẽ để High Quality.